Chào các con học sinh lớp 2. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Hôm nay, cô dạy cho các con chương trình sách giáo khoa mới, bộ sách Cánh Diều, tập 2. Bài 88, luyện tập chung, trang 74. 75. Đầu tiên, chúng ta làm bài tập 1, tính. Chúng ta sẽ làm bài tập 1 vào vở Oli. Câu A. 567 cộng 192. Ở đây, bài đã đặt tính sẵn, chúng ta chỉ việc cộng, thực hiện cộng từ phải sang trái. 7 cộng 2 bằng 9, viết 9. 6 cộng 9 bằng 15, viết 5, nhớ 1. 5 cộng 1 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. 567 cộng 192 bằng 759. 158 cộng 12, chúng ta cộng từ phải sang trái. 8 cộng 2 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 5 cộng 1 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. Hạ 1, viết 1. 158 cộng 12 bằng 170. 127 cộng 4. 7 cộng 4 bằng 11, viết 1, nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3, viết 3. 1, hạ 1, viết 1. 127 cộng 4 bằng 131. Câu B. 792 trừ 386. Chúng ta thực hiện trừ từ phải sang trái. 2 không trừ được 6, lấy 12 trừ 6 bằng 6. Viết 6, nhớ 1. 8 thêm 1 bằng 9, 9 trừ 9 bằng 0, viết 0. 7 trừ 3 bằng 4, viết 4. 792 trừ 386 bằng 406. 628 trừ 37. Chúng ta thực hiện trừ từ phải sang trái. 8 trừ 7 bằng 1, viết 1. 2 không trừ được 3, lấy 12 trừ 3 bằng 9, viết 9, nhớ 1. 6 trừ 1 bằng 5, viết 5. 628 trừ 37 bằng 591. 247 trừ 9. 7 không trừ được 9, lấy 17 trừ 9 bằng 8, viết 8, nhớ 1. 4 trừ 1 bằng 3, viết 3. Hạ 2, viết 2. 247 trừ 9 bằng 238. Ở bài tập 1 vừa rồi, chúng mình đã thực hiện các bài 2 đặt tính rồi tính. Như vậy, ở bài tập 2 có 2 yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là đặt tính, yêu cầu thứ hai là tính. Chúng ta sẽ thực hiện các phép tính cộng và phép tính trừ vào vở Oli. Câu A. 126 cộng 268. Trước tiên, cô giáo đặt tính phép tính cộng này. Cô giáo viết số hạng thứ nhất, 126. Viết dấu cộng bên trái giữa hai số hạng, cộng với 268. Viết dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Cộng từ phải sang trái. 6 cộng 8 bằng 14. Viết 4, nhớ 1. 2 cộng 6 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9. 1 cộng 2 bằng 3, viết 3. 126 cộng 268 bằng 394. 687 cộng 91, chúng ta đặt tính. 687 cộng 91 là số có hai chữ số. Chúng ta viết số chục dưới số chục và số đơn vị dưới số đơn vị. Số 9 viết dưới số 8, số 1 viết dưới số 7. Viết dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Cộng từ phải sang trái,
7 cộng 1 bằng 8, viết 8. 8 cộng 9 bằng 17, viết 7, nhớ 1. 6 thêm 1 bằng 7, viết 7. 687 cộng 91 bằng 778. 186 cộng 5. Chúng ta đặt tính. 186 cộng 5 là số hạng thứ hai, là có một chữ số ở số đơn vị, chúng ta viết dưới số đơn vị. 5 viết dưới 6. Viết dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Cộng từ phải sang trái. 6 cộng 5 bằng 11, viết 1, nhớ 1. 8 thêm 1 bằng 9, viết 9. Hạ 1, viết 1. 186 cộng 5 bằng 191. Câu B. 825 trừ 408. Trước tiên cô giáo đặt tính. Cô viết số bị trừ. 825. Viết dấu trừ bên trái giữa số bị trừ và số trừ. Viết dấu trừ, số trừ dưới số bị trừ. 800, 408. Viết dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Trừ từ phải sang trái. 5 không trừ được 8, lấy 15 trừ 8 bằng 7, viết 7, nhớ 1. 2 trừ 1 bằng 1, viết 1. 8 trừ 4 bằng 4, viết 4. 825 trừ 408 bằng 417. 536 trừ 66. Cô giáo đặt tính. 536 trừ 66. Các con lưu ý khi chúng ta đặt tính, số trừ có hai chữ số thì chúng ta viết số hàng cao nhất, số cao nhất của số trừ đó là số chục và số đơn vị. Có số chục và số đơn vị thì số chục viết dưới chục, số đơn vị dưới số đơn vị. Đấy, khi chúng ta đặt tính đúng thì chúng ta mới thực hiện đúng phép tính. Trừ từ phải sang trái. 6 trừ 6 bằng 0, viết 0. 3 không trừ được 6, lấy 13 trừ 6 bằng 7, viết 7, nhớ 1. 5 trừ 1 bằng 4, viết 4. 536 trừ 66 bằng 470. 224 trừ 8. Cô giáo đặt tính. 224 trừ 8. 8 là số đơn vị, chúng ta viết dưới số đơn vị. Viết dưới số 4. Trừ từ phải sang trái. 4 không trừ được 8, lấy 14 trừ 8 bằng 6, viết 6, nhớ 1. 2 trừ 1 bằng 1, viết 1. Hạ 2, viết 2. 224 trừ 8 bằng 216. Bài 3. A. Tính nhẩm. Ở bài 3 chúng ta có 3 cột phép tính. Chúng ta sẽ nhẩm tính kết quả rồi viết kết quả vào vở và sách giáo khoa. Cô giáo có phép tính thứ nhất, 230 cộng 20. Ta nhẩm tính 30 cộng 20 bằng 50. 200 cộng 50 bằng 250. Bài 3. A. Tính nhẩm. Ở bài 3 chúng ta có 3 cột phép tính. Chúng ta sẽ nhẩm tính kết quả rồi viết bằng bút chì vào sách giáo khoa. 230 cộng 20, chúng ta nhẩm 30 cộng 20 bằng 50. 200 cộng 50 bằng 250. Sáu trăm năm mươi trừ 150, ta nhẩm tính 50 trừ 50 bằng 0. 600 trừ 100 bằng 500. 150 cộng 350, chúng ta nhẩm tính. Ta lấy 150 cộng với 50 bằng 200.
200 cộng 300 bằng 500. Ta nhẩm tính, ta lấy 35 trừ 35 bằng 0. Như vậy 835 trừ 35 bằng 800. 405 cộng 5. Lấy 5 cộng 45 bằng 50. 400 cộng 50 bằng 450. 200 trừ 50. 200 là 20 chục. 50 là 5 chục. 20 chục trừ 5 chục bằng 15 chục. 15 chục bằng 150. Câu B, trò chơi ai nhanh ai đúng. Chúng ta quan sát tranh vẽ trong sách giáo khoa, chúng ta thấy có 4 bạn. Trước mặt các bạn là một quyển vở và một cái bút. Gương mặt của các bạn rất đang hoan hỉ vì các bạn đang chơi trò chơi ai nhanh ai đúng. Đề bài yêu cầu chúng ta là gì? Mỗi bạn viết 2 số có 3 chữ số nhỏ hơn 500 rồi tính tổng. Ai có tổng lớn hơn sẽ thắng cuộc. Tức là mỗi bạn phải viết 2 số có 3 chữ số, với điều kiện là số có 3 chữ số đó phải bé hơn 500 rồi tính tổng của 2 số đó. Bạn nào có tổng lớn hơn sẽ thắng cuộc. Bạn nữ nói mình có tổng 237 cộng 125. Còn bạn nam nói tôi có tổng 248 cộng 132. Bây giờ chúng mình thử tính xem tổng của hai bạn đó bằng bao nhiêu nhé. Kết quả của tổng của bạn nữ là 237 cộng 125 bằng 362. Còn bạn nam, tổng của 248 với 132 bằng 380. Như vậy qua quan sát tổng của hai bạn, chúng ta thấy bạn nào thắng? Bạn nam có tổng là 380 lớn hơn tổng của bạn nữ là 362. Như vậy bạn nam đã thắng. Qua trò chơi này thì chúng mình cùng với bạn bè trong lớp, trong tổ hoặc trong nhóm, hoặc cùng với người thân ở nhà, chúng mình cũng sẽ chơi trò chơi này. Và cô giáo bật mí với các con, chúng ta muốn mình thắng thì chúng mình sẽ tìm cái số nhỏ hơn 50, nhưng mà là số lớn nhất nhỏ hơn 50. Đấy, ví dụ như là số 499 cộng với 498 thì cô giáo được tổng bằng 997. Đấy, chúng ta viết được số nhỏ hơn 500, nhưng cái số gần cái số 500 này thì chúng ta sẽ được tổng lớn, thì chúng ta sẽ thắng. Qua bài tập này thì chúng ta rèn cách tính tổng. Bài 4, điền dấu lớn, dấu bé hoặc dấu bằng vào vòng tròn có dấu hỏi chấm. Tức là chúng ta so sánh kết quả của các phép tính cộng và các phép tính trừ với nhau. Cô giáo có phép tính thứ nhất, 280 cộng 300 hỏi chấm 280 cộng 30. Ở đây chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta tính kết quả của hai vế bên trái và bên phải, sau đó chúng ta so sánh. Cách thứ hai, chúng ta quan sát kỹ bài tập, chúng ta thấy ở hai phép tính này đều có số 280, số hạng 280 này giống nhau, phải không? 280. Chúng ta chỉ việc so sánh cái số hạng thứ hai, tức là ta so sánh 300 với 30. 300 lớn hơn 30. Vậy 280 cộng 300 lớn hơn 280 cộng 30. Chúng ta điền dấu lớn. 750 cộng 40 so sánh với 40 cộng 750. Chúng ta thấy ở hai phép tính này đều có hai số hạng giống nhau.
750 và 750, 40 và 40. Như vậy, hai phép tính này đều có kết quả bằng nhau. Chúng ta điền dấu bằng. Tiếp theo, 640 trừ 400 so sánh với 460 trừ 400. Ở đây chúng ta thấy hai phép tính trừ này đều có số trừ là 400. Đấy, đều trừ đi 400. Như vậy số nào có số bị trừ lớn hơn thì số kết quả của phép tính trừ đó sẽ lớn hơn. Ta so sánh 640 với 460. 640 lớn hơn 460. Như vậy chúng ta điền dấu lớn. 460 trừ 400 sẽ lớn hơn 460. 640 trừ 400 lớn hơn 460 trừ 400. Tiếp tục, 900 trừ 80 so sánh với 960 trừ 80. Ở hai phép tính trừ này cũng giống như trên, là đều trừ đi 80. Số trừ bằng nhau. Số bị trừ nào lớn hơn thì cái phép trừ đó lớn hơn, có kết quả lớn hơn. 900 bé hơn 960. Như vậy 960 trừ 80 sẽ lớn hơn 900 trừ đi 80. Bài 5. Quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đi Bạc Liêu dài 288 km. Quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vĩnh Long dài 134 km. Hỏi quãng đường nào dài hơn và dài hơn bao nhiêu km? Như vậy bài toán cho chúng ta biết hai quãng đường. Quãng đường thứ nhất là từ thành phố Hồ Chí Minh đi Bạc Liêu là dài 288 km. Bài toán lại cho biết quãng đường thứ hai từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vĩnh Long dài 134 km. Bài toán yêu cầu chúng ta trả lời quãng đường nào dài hơn và dài hơn bao nhiêu km. Đấy, như vậy có hai ý ở câu hỏi. Trước tiên chúng ta tìm xem quãng đường nào dài hơn. Muốn biết quãng đường nào dài hơn thì chúng ta so sánh hai số 288 với 134. 288 lớn hơn 134. Như vậy quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đi Bạc Liêu dài hơn quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vĩnh Long. Và muốn biết quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đi Bạc Liêu dài hơn quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vĩnh Long bao nhiêu km thì chúng ta lấy 288 trừ 134 thì chúng ta biết được là quãng đường dài hơn bao nhiêu. Và bây giờ cô giáo trình bày câu trả lời như sau. Vì 288 lớn hơn 134 nên quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đi Bạc Liêu dài hơn quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vĩnh Long. Quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đi Bạc Liêu dài hơn quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vĩnh Long số km là 288 trừ 134. Bài 6. Mỗi ngày anh Nam đều tập thể dục bằng cách chạy bộ theo con đường như sơ đồ dưới đây. Nếu chạy 2 vòng thì anh Nam đã chạy được tất cả bao nhiêu km? Chúng ta quan sát đoạn đường mà anh Nam chạy tập thể dục hàng ngày. Đấy, đây là đoạn đường mà anh Nam tập thể dục đấy, bằng cách chạy bộ. Nếu mà anh Nam chạy 2 vòng như thế này thì anh Nam đã chạy được tất cả bao nhiêu km? Muốn biết anh Nam chạy 2 vòng hết cái đoạn đường này thì anh Nam chạy được tất cả bao nhiêu km thì chúng ta phải cộng các đoạn đường. Đấy. Đoạn đường anh Nam chạy là các đoạn đường như sau. 1 km này. Đấy là đoạn đường thứ nhất. Đoạn đường thứ hai 700m. Đoạn đường thứ ba 300m. Và đoạn đường thứ tư là 2 km. Đấy, chúng ta cộng các đoạn đường này lại. Bây giờ muốn cộng các đoạn đường này lại thì chúng ta phải xem đã cùng đơn vị chưa. Ở đây có hai đơn vị, đó là km và mét. Như vậy chúng ta sẽ đổi 1 km bằng 1.000m và đổi 2 km bằng 2.000m. Sau đó chúng ta cộng 4 đoạn đường này lại
Đấy. Tức là ta lấy 1.000 cộng 700 cộng 300 cộng 2.000 bằng 4.000 mét. 4.000 mét chúng ta lại đổi thành 4 km. Đấy là một đoạn đường. À đấy là chạy một vòng. Thế bây giờ nếu chạy hai vòng thì chúng ta sẽ lấy 4 km nhân 2 bằng 8 km. Và sau đây cô giáo trình bài 6. Đổi 1 km bằng 1.000 mét. 2 km bằng 2.000 mét. Anh Nam chạy một vòng được số km là 1.000 cộng 700 cộng 300 cộng 2.000 bằng 4.000 mét. Đổi 4.000 mét bằng 4 km. Anh Nam chạy hai vòng được số km là 4 nhân 2 bằng 8 km. Đáp số 8 km. Các con thân mến, tiết luyện tập trung hôm nay chúng mình đã được ôn lại các phép tính cộng, các phép tính trừ, các số trong phạm vi 1.000. Đây là những phép cộng và phép trừ có nhớ. Chúng mình cũng được giải các bài toán có liên quan và liên quan đến phép tính cộng và phép tính trừ, các số trong phạm vi 1.000. Và chúng mình cũng được so sánh các số trong phạm vi 1.000. Giờ học của chúng ta hôm nay đến đây là hết.